Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 14 tháng 4 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ có sự thay đổi từ chiều tối và đêm nay khi không khí lạnh di chuyển xuống. Do có sự tranh chấp giữa hai khối khí có bản tính trái ngược nhau sẽ khiến cho bầu khí quyển xáo trộn rất mạnh. Các tỉnh vùng núi như là tại Hà Giang, Cao Bằng hay là Lào Cai là nơi đầu tiên xuất hiện những cơn mưa rào và dông, trong đó có nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to. Sau đó mưa lan dần sang các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và đến ngày mai 15 tháng 4, mưa cũng sẽ xảy ra ở các tỉnh phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn. Những cơn mưa dông đầu mùa luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và cả gió giật mạnh, đặc biệt là đối với các tỉnh vùng núi nên người dân nơi đây cần hết sức lưu ý. Đến trưa chiều ngày thứ Hai 16 tháng 4, mưa chỉ còn xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Các nơi khác giảm mưa nhanh, nhiệt độ giảm trong hai ngày 16 và ngày 17 dao động từ 21 cho đến 24 độ ở phía Đông và từ 24 đến 26 độ ở phía Tây. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo sức khỏe trong thời tiết thay đổi như những ngày này, quý vị cần chú ý các biện pháp như là uống đủ nước, ngủ đủ 8 tiếng một ngày và đảm bảo giấc ngủ được sâu. Đồng thời, quý vị nên ăn uống đủ dinh dưỡng, duy trì việc tập luyện thể dục thể thao hợp lý sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Tiếp tục với tình hình thời tiết, từ ngày mai, không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, gây mưa rào và dông trên khu vực. Trong cơn dông, khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và cả gió giật mạnh rất nguy hiểm. Sau đó thì mưa dông cũng lan dần xuống các nơi khác thuộc Bắc và Trung Trung Bộ. Cục bộ có những điểm có mưa lượng khá kèm theo dông mạnh. Mưa được dự báo xảy ra chủ yếu trong 2 ngày 15-16. Đến ngày 17 thì mưa giảm nhanh. Cùng với mưa dông, nhiệt độ trên khu vực giảm mạnh. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt ở vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày trong những ngày tới dao động từ 21 đến 27 độ ở phía Bắc và từ 29 cho đến 33 độ ở phía Nam đèo Hải Vân. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ trời phổ biến không mưa, ngày nắng nóng, với nhiều điểm xảy ra nắng nóng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và một vài nơi nắng nóng ở các tỉnh miền Tây. Trong hai ngày tới, với mức nhiệt từ 34 cho đến 37 độ, từ ngày 17, nhiệt độ trên khu vực có xu hướng giảm nhưng nắng nóng cục bộ vẫn xảy ra ở các tỉnh thành thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ. Riêng khu vực Tây Nguyên, ngày mai một số nơi còn có nhiệt độ xấp xỉ hoặc trên 35 độ. Đến chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Đến ngày 16 và ngày 17, mưa dông vẫn xuất hiện cục bộ và nhiệt độ giảm dần với mức nhiệt trưa chiều nhiều nơi dưới 33 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày 15, ngày 16 nhiều mây, có mưa rào và dông. Cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày 17 nhiều mây, có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm mạnh. Trưa chiều mai dao động từ 23 cho đến 30 độ, hai ngày sau đó phổ biến từ 21 cho đến 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ hai ngày tới nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Sang đến ngày 17, nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt giảm, cao nhất ngày dao động từ 21 cho đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế ngày 15, ngày 16 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Sang đến ngày 17, nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt giảm, cao nhất ngày không vượt quá 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 15, ngày 16 có mưa rào rải rác, sang đến ngày 17 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt giảm, cao nhất ngày mai dao động từ 30 cho đến 33 độ, hai ngày sau đó giảm xuống mức từ 28 cho đến là 32 độ. Trở vào Tây Nguyên, ngày mai mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 32 cho đến 35 độ, ngày 16 và ngày 17 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt giảm xuống mức 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ hai ngày tới mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông nắng nóng trên diện rộng. Sang đến ngày 17 trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 34 đến 37 độ, sau mỗi ngày giảm khoảng 1 độ. Thủ đô Hà Nội hai ngày tới nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Sang ngày 17 nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt giảm, cao nhất ngày dao động từ 21 cho đến 24 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết trong những ngày tới khá tốt. Mưa xảy ra không nhiều, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng. Gió Đông Bắc cấp 5, sau gió giảm xuống cấp 4, có lúc là cấp 5.
Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có gió cấp 4, mưa xuất hiện rải rác, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Tàu thuyền có thể yên tâm khai thác đánh bắt tại vùng biển này. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.